luộc lá đọc là đu đủ, đọc đu đủ với là lá đu đủ non cả nhà. Mình luộc đọc đu đủ ra chín rồi nè cả nhà, mình vớt lên cả nhà. Chín rồi, quá ngon cả nhà ơi. Mình đã rất đọc đu đủ lên nha cả nhà, xong rồi cả nhà. Mình lấy nước nước cốt đu đủ này luôn, mình rắc lên cả nhà. Wow, quá là tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Đấy, dầu sôi rồi, đúng rồi, vô tuyệt vời luôn cả nhà. Hôm nay nhân dịp đã hồi cà tê cả nhà, mình làm món gà xào xá ớt. À, cá với lại lá đu đủ luộc luôn cả nhà. Mình làm món cũng đơn giản luôn cả nhà, còn đơn giản người chơi đó. Mình cũng là cho thêm gia vị vô thôi, làm ngon luôn, tiếp tục một vòng nữa. Nấm nha cả nhà. Wow, quá là thơm luôn. Thì cho xả với ớt vô nha cả nhà. Quá là hấp dẫn luôn. Bây giờ mình đưa ra mình. Wow, quá là hấp dẫn luôn cả nhà. Rất là đủ luôn cả nhà. Wow, mời cả nhà dùng bữa luôn cả nhà, đó, đơn giản thôi cả nhà. Wow, mời cả nhà nha, cả nhà thưởng thức nha. Để hoa và đủ đủ lên cả nhà.
lá đu đủ cả nhà, đọc đu đủ cả nhà. Mắm siêu cay luôn kìa. Được cả nhà nhé. Mắm siêu cay luôn kìa. Khoa đủ đủ nha kìa. Đủ ạ, ăn tôm rất là ngon. Thì đọc đu đủ mình luộc lên nha. Xào xá ớt ăn với cơm bông đu đủ, lá đu đủ là rất tuyệt vời luôn cả nhà. Đây nước mình luộc lá đu đủ như cái này, nước này uống cũng tốt lắm này. Nó ngon cả nhà.
Nếu cả nhà thích video của mình, cả nhà cho mình một like, một chia sẻ, nói chung cả nhà. Cả nhà video làm sao?